Đây là nuôi cu gáy sinh sản nha các bạn. Lồng nuôi. Đây. Đấy, hai con. Đây. Các bạn nhìn trống mái à, nhìn phát là phân biệt ngạc ngay không? Còn mình nhìn là mình không biết phân biệt rồi đấy. Đấy. Đây là cái vườn lan của anh Trà Mau 7 nha các bạn. Con trà mào này nó lặn xù lông rồi, các bạn thấy không? Quá trời xù lông luôn. Còn đây là vườn lan của anh ấy nha các bạn. Rất đẹp. Có cả lăng ngoại nữa. Đẹp không? Đây trà mào mồi nha các bạn. Đấy. Đây là cái lồng mồi, cũng là lồng mồi thuộc diện chuyên nghiệp luôn. Ngụy trang các kiểu. Đẹp không? Hôm nay mình giới thiệu thôi. Còn đây này, cắt nuôi cu gáy sinh sản đây, một cái lồng như này đây. Rất là dễ nha các bạn. Gù 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 gù. Không có, vườn lan này thì rất là rộng, có một cây úp ngược này các bạn thấy không? Có một cây úp ngược này thấy không đấy. Con trà mào ấy mà nếu mà làm trà mồi mồi ấy thì nó không được rút, nhưng mà rút là phát là nó bị toe cái mỏ rất là xấu. Đấy, những cái con nào mà nó phải là dạng ruộng cấp hot là như vậy nha các bạn. Rất tiếc là hai con trà mào mồi mình bị mèo nó ăn rồi. Nó mà không ăn thì mình còn quay cho các bạn coi được, mà giờ bị ăn mất rồi.